cái cậu này là ở bên con Thủy bà bối á, đi về hỏi thăm nè. Nè cô Hai ruột con Thủy nè. Dạ, đó, cho chị Thủy nhìn cô Hai nha. Cho chị Thủy nó muốn nhập cô Hai nó bên nước ngoài á, mà à, cậu này về đây để thăm này kia nè. Gửi hình ảnh của cô Hai cho chị Thủy, chị Thủy xem. Đi về nhà không? Đi về nhà ngồi đi. À, đây là cô Hai của chị Thủy á hả? Cô Hai ruột á. Còn có mình bả nè. Còn ba má về thăm á. Qua má qua mới chơi à. Về đây coi. À, chị nói ba má chị hay về lắm. Vậy có bỏ mới vậy rồi. Chị về năm 2005 lận. À. 2 năm tới giờ là cũng mười mấy năm rồi. À. Rồi sẵn vô shop này chơi luôn. Cậu này ở bên Thủy á. Bên Thủy muốn gặp mặt cô Hai. À, à, đi ngang đi kiếm. Thủy muốn gặp mặt cô Hai. Dạ. Cô Hai thấy mặt ở đây nha, cô hiền ra quậy nha không? Dạ dạ. Ở đây nha. Dạ con cảm ơn cô. Bà con không dạ, đây nè. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Chị muốn lưu giữ mấy hình ảnh kỷ niệm bà con cô bác rồi trong xóm này đó. Ở gần Thủy nè. Dạ không, con thì ở đây nhưng mà quen ở trên mạng á. À, rồi thấy con gần nhà nè, con hay quay phim vòng vòng ở khu này nè, review quá. Dạ bác hôm nay là bao nhiêu tuổi nè? Tám mấy tuổi. Dạ. Dạ chị Thủy chắc cũng bốn mấy nha, chị đi năm tám mấy. Dạ. Dạ. Ở cô làm cú kiệu, cô làm cú kiệu Tết hả? Dạ. Nó sẵn gửi lời hỏi thăm bà con chùm sớm. Đâu phải muốn ở bển, đâu phải muốn về là về không? Nhiều khi tùm lum thứ dướng díu. Ủa rồi bên ăn mạch là ai nữa ta? Có bà con bên ăn mạch nữa. Ăn mạch là em. À. Em của Thủy. Ủa hồi đó sao mà đi nhiều nhiều nước dữ vậy ta? Sao tẩu tán? Thì nước nào rước thì đi. Ở Pháp nữa nè. Ở Pháp rồi ở Đan Mạch đó nè. Nước nào rước thì đi. Dạ. À, chị cũ gọi bằng cô nè. Cô ba. Hả? Ba. Ba cô là. Là anh em với cô cũ. À, vòng vòng đây là bà con mình không á nè. Cô sống ở đây chắc lâu lắm rồi. Nhờ lớn là mấy chục năm luôn rồi đó. Cái chợ Cầu Kho, chợ Cầu Kho nó như dẹp rồi đó. Nhưng mà dưới đâu còn bán nữa đâu á. Dạ. Dạ. Rồi bà ăn cơm chưa? Ở nhà bà ở đâu? À nhà bà đây đó hả? Ở đó là bà ở chơi. Dạ. Ở trên này là cũng nhà mình luôn hả ta? Sao thấy nó thấp thấp không phải chung cư hả? Giống à hồi đó thì nhà thấp ha. Ủa cái nhà máy nước đá là chắc dẹp lâu lắm à. Cuối đường phải không ạ? Ngay góc này à, thấy chỗ này có cái chỗ này có cái nhà cũ cổ quá trời cổ nè, có đường chuối nè. Là không ai ở hả? Có người ở. Nhà đá có sửa sạc. Nhà đá bự. Ở bên hẻm bên bên hẻm công lộ đi vô á. Cái nhà cũng bự cỡ này nè. Mà con thấy mới bán 50 tỷ. Là cái nhà này chắc nếu mà bán chắc hơn trị giá đó luôn á. Cái khu này có giá quá trời luôn á. Thôi con không phiền bà nữa, con đi về. Sẵn đi ngang cô cũ cái gửi lời hỏi thăm rồi. Dạ. 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 Rồi. Dạ thôi con cảm ơn bà, cảm ơn cô ạ. À. Cảm ơn chú. Gửi lời chúc sức khỏe bà nha. Dạ. Thôi con đi con. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ. <Yeah. cười>
những hình ảnh này chắc em xin để nguyên, không cắt ghép, để mọi người xem cho nó tường tận hơn ha. Đấy, nó kia cô cũ mua bịch gì hoành thánh chiên về cho má quý nị. Này nhà của anh trai. Dạ. Dạ gặp rồi. Dạ rồi. Cảm ơn cô. Dạ. Sẵn mua đồ chai đem về. Mua quà thánh chiên. Dạ, hay mua quà thánh chiên đây. Lấy con một bịch rồi bánh chiên đi con. Dạ. Dạ mua về, mua về. Dạ 20. Rồi. Dạ gửi lời chúc sức khỏe cô nha. Dạ là chắc ngày mai thấy. Rõ quán trai cô cũ là ra hàng xóm. Dạ. Cũng con đó mà con nhiều. À. Đầu ông nội đúng không? Ngang hàng ông nội. Dạ. Ba của nó là thứ hai. Dạ. Má của nó. À. Dạ. Rồi. Rồi cô bán ha. Rồi cô bán. Rồi em chào cô. Làm đi. Đây có cà ri. Cà ri rồi ở đây là hủ tiếu chay nè. Món làm đồ chay, mì chay. Nhìn lại quán năm xưa. À. Rồi hết. Hồi xưa thì bán bên đường đây nè. À, bên đường thì người ta lấy lời nhà giải tỏa rồi. À, nên quay bán về cái chợ cũ. Rồi, thôi tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe. Và xin gửi những hình ảnh ở quê nhà cho bà con xem lưu giữ kỷ niệm nha. Đây, nhìn lại toàn cảnh. Xóm ở đây.